Mình có cái đơn hàng từ Shopee nha. Này, áo chống nắng hàng Quảng Châu siêu hot này. Cho bé 8 đến 20 cân này. Shop Phúc Yên. Ngọc Photo à. Size 110 này. 4 đến 16 cân. Số lượng 1 nha. Đã là 70.000. Mình sẽ mở ra xem nào. Xem mã hàng này. Ok không? Bé như mình thì 3 tuổi rồi. May thì khá là ok. Mũ. Mà so cái này mà cả ship 70.000 thì ok. Áp dụng được mã phí ship thì giá này không 70.000 là hơi mắc một tí. Ok. Mình sẽ lấy cho con này mình mặc.